Chuyển sang các tin tức khác. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân thời điểm cuối năm, nhất là với người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng qua các kênh chính thức của người dân, từ đó hạn chế tín dụng đen. Đối với người lao động tại các khu công nghiệp, các tổ chức tín dụng triển khai hỗ trợ phân khúc khách hàng thu nhập thấp dưới 7 triệu đồng một tháng, góp phần giải quyết vốn cấp bách cần thiết cho khách hàng cá nhân. Với người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cần có các hình thức cho vay liên vụ, cho vay qua sổ tín dụng, cho vay thu nợ ngay tại địa bàn của người vay, v.v. Người dân có nhu cầu chính đáng cấp bách như đi khám chữa bệnh, học hành sẽ được tạo điều kiện tiếp cận tối đa về tín dụng, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc và tuân thủ pháp luật, không để xảy ra rủi ro cho tổ chức tín dụng.